Một lớp 6 của trường Nguyễn Tất Thành tham gia quyên góp ủng hộ người nghèo bằng cách bán sữa chua Mộc Châu. Được biết lớp lãi 20% so với giá bán, hỏi lớp lãi bao nhiêu phần trăm giá mua? Người ta mua với một cái giá được gọi là giá mua cộng với tiền lãi để được giá gì? Giá bán. Được biết lãi lãi 20% giá bán, có nghĩa là nếu như giá bán là 100 phần thì được lãi 20 phần, giá bán là 100 phần thì tiền lãi là 20 phần. Vậy thì giá mua sẽ là bao nhiêu phần? Về 80 phần. À đúng rồi, giá mua sẽ là 100 trừ 20 bằng 80 phần. Bây giờ chúng ta cần đi tính hỏi lớp được lãi bao nhiêu phần trăm giá mua. Chính là đi tìm cái tỷ số phần trăm của lãi so với giá mua. Lãi là 20 phần. Giá mua là mấy phần? Là 80 phần. Tỷ số này bằng 1 phần 4, 20 phần 80 tức là bằng 1 phần 4 hay là bằng 0,25. Và ta đổi ra thành tỷ số phần trăm chính là 25%.